Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách ghép video không cần cài phần mềm. Bởi vì phần mềm á, nó đã được tích hợp sẵn trong Windows rồi. Giả sử như ở đây, tôi có 2 video. Bây giờ á, tôi muốn là ghép 2 video này thành một video duy nhất. Thì tôi sẽ sử dụng phần mềm Video Editor để tôi tiến hành là ghép. Và phần mềm Video Editor á, nó đã được tích hợp sẵn trong Windows rồi. Nên tôi sẽ không cài thêm bất kỳ phần mềm nào nữa. Và các bạn lưu ý nha, phần mềm Video Editor á, nó chỉ có trên Win 10 và Win 11 mà thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là khởi động phần mềm Video Editor lên để tôi tiến hành là ghép 2 video này thành một video duy nhất. Tôi sẽ vào thanh tìm kiếm này. Sau đó tôi sẽ gõ là video. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện phần mềm có tên là Video Editor. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là khởi động phần mềm Video Editor lên bằng cách là bấm vào nó này. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành là tạo mới một cái project bằng cách là bấm vào dấu cộng. Rồi ở đây á, tôi sẽ đặt tên cho project là ghép video. Sau đó tôi sẽ chọn vào OK. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành là thêm các video mà tôi muốn ghép vào phần mềm Video Editor bằng cách là tôi chọn vào Add này, chọn vào From ZBC. Đầu tiên á, tôi sẽ chọn vào video số 1, bấm vào Open này. Tiếp theo tôi chọn vào Add, tôi lại chọn vào From ZBC. Ở đây tôi chọn vào video thứ 2, bấm vào Open. Đó, như vậy là tôi vừa thêm 2 video vào phần mềm Video Editor. Để tiến hành là ghép 2 video này thành một video duy nhất á, thì chúng ta sẽ tiến hành là đưa 2 video này xuống thanh là Storybar. Ở đây á, tôi đã chọn vào video thứ 2. Bây giờ tôi sẽ chọn vào video thứ nhất này. Đó, 2 video này của tôi á, nó có viền xanh chứng tỏ là tôi đang chọn 2 video này. Bây giờ tôi sẽ giữ chuột trái này, sau đó tôi sẽ kéo xuống thanh là Storybar này. Đó, thì lúc này á, tôi đã đưa 2 video xuống thanh Storybar. Hoặc là các bạn có thể là đưa lần lượt từng video nha. Bây giờ tôi sẽ xóa đi này, chọn vào, bấm delete. Đó, chọn vào bấm delete. Sau đó tôi có thể là đưa từng video. Chọn vào video đầu tiên này, giữ chuột trái, kéo xuống. Tiếp theo tôi chọn vào video thứ 2 này, giữ chuột trái, kéo xuống. Đó. Thì video đầu tiên á, có độ dài là 32 giây 21. Còn video thứ 2 á, là có độ dài là 27 giây 96. Thì lúc này á, các bạn để ý ở bên phải, 2 video này á, nó có tổng thời lượng là 1 phút chấm 20. Đó, các bạn chúng ta bấm play này. Bây giờ tôi sẽ kéo này. Thực chất là khi chúng ta kéo xuống đây á, là 2 video này nó đã gộp thành một video rồi. Đó, cách ghép video rất là đơn giản. Các bạn chúng ta chỉ cần kéo xuống cái thanh là Storybar. Các video mà các bạn chúng ta muốn ghép thì các bạn chúng ta sẽ kéo xuống. Thì lúc này á, nó sẽ ghép thành một video duy nhất. Rồi sau khi ghép xong á, các bạn có thể là xuất ra video bằng cách bấm vào Finish Video. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện hộp thoại có tên là Finish Your Video. Ở đây á, nó có 2 chất lượng video nha. Chất lượng đầu tiên là 1080p, tức là chất lượng Full HD. Và chất lượng thứ hai là 720p, tức là chất lượng HD. Ở đây á, tôi muốn xuất ra video với chất lượng là cao nhất nên tôi sẽ chọn là 1080p. Sau đó tôi sẽ chọn vào Export. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào nơi mà tôi muốn xuất video. Giả sử như ở đây tôi xuất video ở màn hình desktop, tôi sẽ chọn vào desktop này. Đó, ở đây tôi sẽ đặt tên là ghép video. Tôi bấm vào Export này. Thì quá trình này á, nó nhanh hay là nó lâu á, là tùy thuộc vào độ dài của video của bạn nha. Nếu mà các video của bạn á, nó càng ngắn thì quá trình xuất video á, nó sẽ rất là nhanh. Còn nếu mà video của bạn á, nó dài thì lúc này á, xuất video sẽ rất là lâu. Ngoài ra á, nó còn phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn nữa. Rồi, sau khi xuất ra video á, thì nó sẽ tự động bật lên nha. Bây giờ tôi sẽ ra màn hình desktop để tôi kiểm tra video mà tôi vừa ghép này. Đó. Đó, bạn thấy không? Từ 2 video lúc ban đầu á, bây giờ tôi đã ghép thành một video duy nhất. Cách làm cực kỳ đơn giản. Như vậy là trong video này tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách ghép video không cần cài phần mềm. Nếu thấy video hay, hữu ích á, thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.